Chương 1042 Thúc Chiến Vực. Ui, đây là một cái vùng bình nguyên màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại có ngọn núi sừng sững lờ thờ vài ngọn cây. Ở phía xa dường như có tiếng dã thú vọng lại, khiến cả không gian dường như rất hoang dã. Trên một ngọn núi lệch về phương bắc của bình nguyên, một thân ảnh mỏng manh đang nhìn bầu trời, vì ảnh hưởng của mặt đất cũng là trở lên đỏ thẫm, rồi ánh mắt nhìn về phía cuối bình nguyên. Nhưng mà cuối cùng chả thấy gì. Đây là yêu vực sao? Lâm Động nhìn đại địa lẩm bẩm. Đây chính là Lâm Động được chuyển tống qua không gian. Hắn đi qua thông đạo không gian gần 5 ngày rồi mới tới cái nơi xa lạ này. Hiển nhiên Lâm Động cũng không biết có phải nơi đây là nơi cần đến hay không. Sau lần truyền tống thất bại ở Đông Huyền Vực, hắn hơi sợ cái kiểu truyền tống không gian này. Lâm Động nhìn xung quanh rồi quay lại, có chút bất lực nhìn Tiêu Lữ đang hôn mê trên đất. Xem ra truyền tống trận không gian không phải là người thường chịu được. Lâm Động cúi xuống cạnh Tâm Thanh, khẽ véo mũi cô bé. Đôi lông mày của Tâm Thanh nhăn lại, cuối cùng mở mắt ra, gương mặt bỗng đỏ ửng, vội vàng chống người dậy lùi ra xa. Lâm Động đại nhân. Lâm Động thấy Tâm Thanh hốt hoảng như vậy, bối rối cười. À, ta thấy muội mãi không tỉnh. Tớ muội làm sao? Xin lỗi. Tâm Thanh đỏ mặt nói nhỏ. Không sao. Lâm Động xoa tay. Sự kính sợ của cô bé này khiến cho hắn không được tự nhiên, giọng nói có chút dịu dàng hơn. Hình như chúng ta tới yêu vực rồi. Muội nhận ra đây là đâu không? Như vậy Tâm Thanh vội đứng dậy, quét mắt nhìn thật kỹ vùng bình nguyên. Lúc lâu sau cô bé thở phào nở nụ cười. Lâm Động đại nhân, chúng ta đang ở trong thủ chiến vực. Truyền tống trận không có sai sót gì, đây chính là nơi chúng ta cần tới. Lâm Động nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nghi hoặc nói. Thú chiến vực. Tâm Thanh gật đầu giải thích. Yêu vực rất rộng, có không ít các địa vực lớn nhỏ, đại thể chia làm 4 nơi đông tây nam bắc. Thú chiến vực, chúng ta đang nằm ở nơi tiếp giáp của tây vực và bắc vực. Đây cũng là một trong những địa vực hỗn loạn như yêu vực. Ồ, Lâm Động nhấn mày, nói vậy thì đây là nơi khiến cho người ta đau đầu nhất rồi. Một số địa vực khác ở đây, phần lớn thế lực phân chia rõ ràng, giữa các chủng tộc lớn có tranh chấp nhưng nhìn chung vẫn có thể coi là hòa bình. Nhưng chỉ ở thú chiến vực là chiến tranh không ngừng, không phải phân chia thế lực theo chủng tộc mà là do những kẻ hào cường của các thế lực các phương thống trị. Thú chiến vực hiện giờ kẻ thống trị có lẽ là Bát Đoạn Yêu Soái. Tâm Thành nghĩ một chút rồi nói. Bát Đại Yêu Soái sao? Lâm Động lại mơ hồ. Đúng là hắn không hiểu rõ về yêu vực, nhưng may mà là đã chuẩn bị cho hắn một người dẫn đường. Bát Đại Yêu Soái đại diện cho 8 đại thế lực mạnh nhất của thú chiến vực. Thế lực của bọn họ ít nhất là tự huyền cảnh viên mãn. Đồng thời phía dưới bọn họ vô số cường giả, tất cả đều có danh tiếng không vừa ở yêu vực. Ngoài Bát Đại Yêu Soái ra, trong thú chiến vực có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Ở đây vì sự tranh đoạt tài nguyên và địa bàn cho nên chiến tranh là chuyện thường xuyên. Việc chuyển quyền thống trị của các địa bàn cũng thường thấy. Về tương đối thì thế lực của Bát Đại Yêu Soái ổn định hơn một chút. Lâm Động gật gù, không hổ là yêu vực. Nguyên tắc cá lớn luốt cá bé ở đây đã đến lượt kinh điểm. Vậy chúng ta tìm người thế nào đây? Lâm Động gãi đầu. Theo như Thành Chỉ nói có lẽ Tiểu Viêm bị truyền tống tới đây, nhưng ở đây rộng như vậy, muốn tìm một người đâu phải đơn giản. Tâm Thành mím môi nghĩ, rồi nhìn Lâm Động trưng cầu ý kiến. Hay là tới mộc tộc của muội trước, chắc chắn muội sẽ có nhiều tin tức hơn. Lâm Động cũng không có ý kiến gì, gật đầu. Dù thế nào thì tin tình báo của một chủng tộc đều là nhanh hơn mình hắn. Tâm Thành thấy Lâm Động gật đầu thì vui vẻ, ngẩng đầu nhìn phương hướng rồi chỉ về phương bắc. Cửu Vĩ tộc bọn muội ở hướng này, nếu đi liên tục có lẽ 5 ngày là tới. Vậy thì đi thôi. Lâm Động vẫy vẫy tay. Để muội dẫn được cho Lâm Động đại ca. Chắc vì được trở về tộc cho nên Tâm Thành có chút hưng phấn. Cửu Vĩ tộc của muội chắc là rất mạnh. Trên đường đi Lâm Động nhìn xung quanh, nhìn sang Tâm Thanh cười hỏi. Tâm Thanh khựng người lại, đôi mắt rực như hơi tối, có chút ngại ngùng nói. Không, Cửu Vĩ tộc hiện nay rất yếu. Tộc trưởng chính là mẫu thân của muội, mới chỉ có thực lực là tự huyền cảnh tiểu thành. Ở thú chiến vực này, Cửu Vĩ tộc có thể gắng gượng tự bảo vệ mình. Bọn muội trước đây từng đi theo một đại thế lực để đảm bảo an toàn, nhưng đối phương lại yêu cầu Cửu Vĩ tộc hàng năm cống nạp 10 thiếu nữ trong tộc. Bọn muội không yêu cầu, đồng ý nên đành bỏ đến nơi hiện tại. Nhưng vì lần đó mà tộc muội cũng trả giá không nhỏ, 7-8 phần 10 nam nhân trong tộc bao gồm cả phụ thân
đều là đã chết trong sự phản kháng. Lâm Động dừng lại nhìn Tiêu Lữ bên cạnh, mắt đỏ hoe, khẽ cắn môi, hắn có chút anh ấy nói: "Xin lỗi." Tầm Thành lắc đầu: "Ở yêu vực nào vậy? Muội tới Viêm Thần Điện cách xa hàng vạn dặm, nó muốn mình trở nên mạnh mẽ, sau này quay về bảo vệ tộc nhân. Muội sẽ thành công." Lâm Động có chút động dung, tiểu nữ này nhìn có vẻ rụt rè, nhưng trong nội tâm lại có sự kiên cường mạnh mẽ. Lòng hắn có chút cảm thán, năm đó hắn muốn trở nên mạnh hơn, không phải là vì muốn bảo vệ cho người nhà sao? Tầm Thành nói. Tầm Thành không lợi hại như Lâm Động đại nhân, còn trẻ vậy mà là tự huyền cảnh tiểu thành, hơn nữa còn là một mình chọi lại hai kẻ địch mà cả Tâm Liên tỷ tỷ và Châu Trạch đại nhân cũng không đối phó được. Lâm Động gãi đầu rồi chỉ cười: "Họ đều nói ta biến thái." Tầm Thành phi cười, hiển nhiên Lâm Động đã chọc cười được cô bé, đôi mắt đỏ hoe nhạt đi phần nào. Lén nhìn lúc này Tầm Thành mới phát hiện dường như Lâm Động không nghiêm khắc và khó gần như những cường giả khác. "Lâm Động đại ca, còn có người bằng hữu là thiên yêu điêu tộc sao?" Lâm Động gật đầu cười: "Họ đều là huynh đệ của ta." "Lâm Động đại ca thật lợi hại, còn là huynh đệ được với người của thiên yêu điêu tộc, họ rất hung hăng đó. Ở yêu vực này dù là người long tộc thấy họ cũng phải xẻ chừng." Tầm Thành kêu lên kinh ngạc: "Lợi hại vậy sao?" Lâm Động cũng kinh ngạc, hắn biết thiên yêu điêu tộc rất mạnh nhưng không ngờ lại tới mức đó. "Thiên yêu điêu tộc hiện giờ chính là một trong tứ đại bá tộc của thế giới yêu giới." Tầm Thành gật đầu liên tục. "Tứ bá tộc, xem ra quả thật hắn chẳng biết gì về yêu vực cả. Trong giới yêu thú hiện nay có tứ bá tộc là Long tộc, Cửu Phụ tộc, Côn Bằng tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, đó chính là những chủng tộc mạnh nhất trong thế giới yêu thú. Cửu Phụ tộc, Côn Bằng tộc, đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy hai cái tên này. Thật ra trước đây rất lâu, Cửu Vĩ tộc cũng rất mạnh. Hồi đó Cửu Vĩ còn từng khai chiến với Côn Bằng tộc và cũng không yếu thế. Tần Thành có phần tự hào nói. Ồ, lần này Lâm Động ngạc nhiên, không ngờ Cửu Vĩ tộc lại có lịch sử huy hoàng như vậy. Vì đại kiếp nạn thời viễn cổ, Cửu Vĩ tộc tưởng tử thương nghiêm trọng, những cường giả mạnh nhất đều đã chết. Sau đó tộc nhân ít ai đạt tới cảnh giới trí cao, chủng tộc yếu dần và tới mức như hiện nay. Tầm Thành nói. Vậy sao? Lâm Động chợt hiểu, xem ra là Cửu Vĩ tộc tu luyện để đuôi càng ngày càng lợi hại. Thấy Tầm Thành: "Muội có mấy cái đuôi?" Lâm Động kìm không được nhìn về phía sau Tầm Thành cười. Tầm Thành có 3 cái. Tầm Thành hơi lưỡng lự rồi cơ thể ửng đỏ, 3 chiếc đuôi mềm mượt đáng yêu hiện ra. Lâm Động hiếu kỳ nhìn 3 chiếc đuôi phía sau Tầm Thành, kìm không được tiến lại chạm vào, cảm giác thoải mái. Lâm Động đại nhân. Thế nhưng khi hắn chạm vào đuôi thì gương mặt Tầm Thành đỏ lên, thậm chí lời cũng run rẩy. Lâm Động thấy Tầm Thành phản ứng như vậy thấy khó hiểu. Đuôi không được thi tiện chạm vào. Giọng Tầm Thành đỏ phừng phừng, giọng run run nói. Thấy Tầm Thành như thế, Lâm Động dường như hiểu ra, mặt nóng gian buông tay, ngửa lên trời cười hạ. Ha ha, trăng tròn quá, vậy ta lên đường thôi. Dứt lời hắn nhanh chóng bay đi trước. Trong bụng nghĩ, hôm nay thật mất hết mặt mũi rồi, sao lại không kiềm chế thế chứ. Tầm Thành thấy Lâm Động đột ngột bay mất đi thì cũng khựng người, chảy miệng cười, vội vàng đỏ mặt cúi đầu đuổi theo. Chương 1043: Cướp thịt lướng của ta. Uỳnh, trên bình nguyên đỏ rực, vầng tịch sương màu đỏ treo lơ lửng ở trên bầu trời, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những bộ xương trắng khổng lồ trên bình nguyên, càng ngày càng cảm giác hoang vu ngày một rõ rệt. Phút, đột nhiên trên không trung một cái tiếng gió rít, hai thân ảnh lướt qua bầu trời, chính là hai người Lâm Động và Tâm Thanh đang tiến tới Cửu Vĩ tộc. Lâm Động đại nhân, thú chiến vực vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng trong yêu vực vẫn còn không ít con người, nhưng dù sao đây cũng là thế giới của yêu thú, khó tránh bị kẻ khác nhòm ngó. Vì thế chuyến đi này chúng ta không nên quá khoa trương. Tầm Thành bên cạnh mắt quét xung quanh rồi nhắc nhở. Lâm Động gật đầu cười nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc. Tầm Thành thấy vậy chù môi lên, không dám nói gì hơn, chỉ đành theo sát phía sau thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Dường như sự cầu nguyện của cô bé cũng có tác dụng, gần nửa ngày trời mà không gặp phiền phức gì. Trên dọc đường có mấy đoàn người đông đúc bay đến, đem theo đám bụi mù, nhưng dường như họ không nhận ra hai người Lâm Động. Trong chuyến đi này, Lâm Động cũng coi như là tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn của thú chiến vực. Chỉ lượng ngày ngắn ngủi, hắn đã thấy 4 thế lực khác nhau chạm trán khá là ác liệt. Chỉ là tuy những đoàn người này không ít người, nhưng trong mắt Lâm Động, sau khi chứng kiến đội quân của Viêm Thần Điện, những người này chỉ có thể coi là đám hồ hợp. Hơn nữa,
thống lĩnh kém xa Đường Tâm Liên. Trận chiến hoàn toàn dựa vào sức lực từng người. Với kiểu chiến tranh này, Lâm Động nhìn từ xa một chút rồi mất hứng thú, rồi nhanh chóng rời đi cùng Tâm Thanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt hai ngày đã qua. Hai người Lâm Động cũng ngày một tới gần hơn cửu vĩ tộc. Lại là một cái buổi chiều tà, trên cái vùng bình nguyên gần như không có điểm tận cùng, Lâm Động ngồi trên đống lửa. Bên cạnh là cô thiếu nữ Tâm Thanh đang bận rộn khều lửa. Phía trên là một cái đùi lợn rừng béo mẫm đang lướng mỡ nhỏ xuống, tạo lên cái thứ mùi hấp dẫn khiến cho Lâm Động không kiềm được nhìn sang. Lâm Động đại nhân, Tâm Thanh lấy dao sắt một miếng thịt, rồi lấy một cái cành cây xiên vào đưa cho Lâm Động. Sự ân cần này khiến Lâm Động cảm thán liên hồi. Hắn thực sự khó được phục vụ thế này. Những người hắn quen trước đây như Lăng Thanh Trúc, nếu bảo làng ấy làm vậy, e rằng kiếm sẽ tới ngay. Ứng Hoàn Hoàn cũng là tiểu công chúa trong tông phái, được những người cung phụng, chắc hẳn cô lương này không thể làm việc đi phục vụ người khác. Thanh Đàn cũng nặng nghe lời, nhưng đáng tiếc hắn thường xuyên tu luyện, ít kỳ bên cạnh muội muội. Còn Đường Tâm Liên thần là thống soái tứ quân Viêm Thần Điện, Lâm Động mà dám bắt nàng làm việc như thế thì lập tức bị bắn thành nhím ngay. Còn Mộ Linh San, khi hai người cạnh nhau, hắn phục vụ tiểu cô lương này là nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nhìn miếng thịt trong tay thầm lắc đầu, thật không đơn giản. Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Lâm Động được rồi, đừng sùng đại đời nhân gì đó, Lâm Động ăn ngấu nghiến hàm hồ nói. Tâm Thanh nghe thấy thế chỉ mỉm cười, nhưng mà thần sắc cung kính không hề giảm. Lâm Động cũng đành chịu. Cửu Vĩ tộc ở phía bắc của Thú Chiến Vực, ở đó vừa hay là nơi tiếp giáp giữa Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Trong khi Lâm Động ăn thì Tâm Thanh nói về Cửu Vĩ tộc. Lôi Uyên Sơn, Bách Thú Lĩnh đều là thế lực mạnh của Thú Chiến Vực, thủ lĩnh bọn họ đều là thuộc Bát Yêu Sư, Tâm Thanh giải thích. Hai đại thế lực đó không ngừng tranh chấp với nhau, cũng chỉ không có nhiều thời gian bận tâm đến Cửu Vĩ tộc. Hàng năm chỉ cần cống nạp một chút có thể duy trì hòa bình. Hai đại yêu sư của Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh đều có thực lực là tỉnh tiểu huyền tử huyền cảnh viêm mãn. Một người là sư tộc, một người là hộ tộc, cũng không biết chủng tộc chính xác là gì. Hộ tộc, Lâm Động đưa miệng miếng thịt lên mồm rồi dừng lại, nhìn Tâm Thanh do dự một hồi nói, có hay không là thiên ma hộ tộc? Điều này muội không rõ, nhưng vị bằng hữu kia của Lâm Động đại nhân có lẽ là Thú Chiến Vực hơn một năm trước tới. Còn vị yêu soái Lôi Uyên Sơn này đã thành danh từ lâu, chắc hẳn không cùng một người. Tâm Thanh nghĩ ngợi một chút rồi nói. Lâm Động gật đầu, hơn nữa mới hơn một năm, cho dù là cơ thể có chút đại biến cũng không thể nào tăng thực lực tới tử huyền cảnh viêm mãn được, xem ra việc tìm kiếm phải từ từ vậy. Nghĩ vậy, Lâm Động cũng cất đi suy nghĩ, định nói điều gì bỗng ngẩng đầu thấy phía xa đột nhiên có bụi tung mù mịt, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười ồn ào. Tâm Thanh nhìn đám bụi bay lên, gương mặt thay đổi rồi lập tức vung tay bụi dập tắt đám lửa, căng thẳng nhìn Lâm Động. Lâm Động đại nhân, chúng ta tránh đi đã. Lâm Động nhún nhún vai để mặc cho Tâm Liên kéo đi nấp. Rầm rầm, khói bụi ngày tới gần, dường như Lâm Động nhìn thấy thấp thoáng có lá cờ in hình mãng xà uốn lượn, lá cờ pháp với tạo thành cảm giác như mãng xà sắp lao ra vậy. Đó là người của huyết mãng thanh. Tâm Thanh nhìn thấy lá cờ, thật giật mình nói. Lâm Động gật đầu, thế lực này hắn nghe Tâm Thanh nói tới là thế lực danh tiếng không nhỏ ở Thú Chiến Vực, tuy không sánh được với Bát Đại Yêu Soái nhưng cũng coi như là cường hào một phương. Bọn chúng gây chiến khắp nơi là bọn đáng ghét nhất. Lâm Động đại nhân, chúng ta đừng nên xung đột với chúng là tốt nhất, Tâm Thanh nói nhỏ. Khi Tâm Thanh đang nói thì đội quân đó đã đến gần hơn. Lâm Động nhìn từ xa qua thấy có khoảng 100 người, không ít người có khí tức hùng hãn. Hai người đi đầu thực lực là tử huyền cảnh tiểu thanh, xem ra huyết mãng thành đúng là có chút thực lực. Đoàn người này đến nhu phòng quyền tàn vân, nhưng khi đến gần hiển nhiên phát hiện ra hai người Lâm Động một kẻ mắt lóe hung quang, nhưng cuối cùng không ra tay. Lâm Động vẻ mặt bình tĩnh mặc cho chúng quan sát mình. Tâm Thanh kéo hắn trốn đằng sau, tuy còn nhỏ nhưng rất xinh đẹp. Tâm Thanh biết nếu để chúng nhìn thấy hậu quả thế nào. Ha ha, tiểu tử này từ đâu tới, đem tiểu cô lương nhà nào chạy trốn không thành sao? Chúng ào ào chạy tới, tiếng cười đùa cợt chế nhạo vang lên. Rồi một kẻ nắm tay lại, kinh phong ập tới, lấy miếng thịt lướng trên đường. Chúng nhanh nhồm nhàn cười lớn rồi đi mất. Rõ ràng chúng đã có kế hoạch gì đó nên không thèm sát tay với hai người Lâm Động. Tầm Thành thấy bọn người huyết mãng xa dần đi xa, lòng thở nhẹ nhõm. Từ xa tiếng cười đầy thô tục vọng lại, lần này thu hoạch không nhỏ. Lần sau chúng mà dám bất kính với huyết mãng xa thanh thì cục nhào tắm máu chúng. Ha ha. Nhưng không ngờ lại gặp hai người của Cửu Vĩ tộc. Hai tiểu cô lương đó đúng là xinh đẹp.
Nghe nói nước tử cửu quý tộc đều là ưu phẩm trời đất, nếu không phải dâng lên cho thành chủ thì phải thử xem thế nào. Người đừng nghĩ linh tinh, thứ hàng cực phẩm đó người không động vào được đâu. Không để thành chủ hưởng thụ trước đã. Đương nhiên, nếu như thành chủ tận hưởng xong, chúng ta có thể vui đùa rồi. Đám người kia đi tới, chàng cười khẩu đó vẫn vọng lại. Lâm Động nhắm mắt, hắn quay sang nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tâm Thanh. Tâm Thanh sững người nhìn đám người kia, mắt đỏ hoe, cánh tay nắm Lâm Động run rẩy buông ra. Bụi không sao chứ? Lâm Động khẽ hỏi. Tâm Thanh lắc đầu, nhìn Lâm Động cười gượng, cô bé cúi xuống dọn vài thứ, sau đó đứng dậy cắn môi nói: Lâm Động đại nhân có thể đến tộc ta trước không? Tâm Thanh đột nhiên có chút việc. Lâm Động cười: Dê vào miệng hổ sao? Bọn họ sẽ rất thảm. Tâm Thanh mắt đỏ hoe, nhìn Lâm Động cầu xin: Lâm Động đại nhân, để ta đi đi. Lâm Động thở dài xoa mạnh đầu Tâm Thanh: Đi nào, nhà đầu dẫn đường cho ta. Không có muội thì tới mùa quýt sang năm ta mới tới được nơi. Tâm Thanh mở mắt ra nhìn nụ cười tươi trên mặt của Lâm Động, khẽ cắn môi, nước mắt lại đọng đầy trong nước. Thật là mít ướt quá. Đi nào. Lâm Động lau nước mắt cho Tâm Thanh, quay người nhìn đám người phía xa vừa đi: Bọn chúng đúng là đáng ghét, dám cướp thịt nướng của ta. Tâm Thanh sững người nhìn Lâm Động, lúc sau trên gương mặt biểu cảm rất quyến rũ. Chương 1044 đưa đi. Ui, đêm dần buông xuống. Trên bình nguyên xuất hiện một cái tòa thành đổ nát, trông thành một cái đống lửa lớn, dường như là nơi tạm nghỉ chân tập trung. Nhìn từ xa có thể thấy vô số đoàn người tiến lại nơi đó. Cũng vì thế mà tòa thành trở nên náo nhiệt hơn nhiều, không còn lạnh lẽo cô quạnh như bình nguyên nữa. Tòa thành này có lẽ tên là Tiểu Hoang Thành. Nơi dừng chân của vùng hoang địa này, phần lớn các đội tìm kiếm con mồi dừng chân ở đây cũng nặng tránh trời mưa gió bằng giá. Khi những người này tụ tập cũng diễn ra một số vụ buôn bán, trao đổi hoàng hóa với nhau. Đương nhiên nơi này rất nhiều chuyện chiến đấu. Chưa biết chừng trước đó còn gặp nhau cười, sau đó lại là chém nhau giết cho máu chảy thành sông. Lúc này tại một nơi trong thành, lá cờ có con huyết mãng đang bay phất phới. Xung quanh là một cái vùng doanh địa, từ đó vọng ra đủ loại tiếng hò hét chửi bới. Phía trước doanh địa là một cái vùng đất, có không ít người tụ tập ở đó. Rất nhiều lá cờ khác nhau cho thấy họ thuộc các thế lực khác nhau trong thú chiến vực. Nhiều người rằng đang khoe khang những thứ mà đội của mình thu hoạch được trong chuyến đi lần này. Hừ, Hồ Thành mới đánh bại được bọn phỉ tặc mà thôi. Huyết mãng thành bọn ta đã huyết tẩy được bà hắc trạng, thu hoạch hơn các người rất nhiều. Bên huyết mãng thành, một nam tử tay trận nghe cuộc nói chuyện của người khác thì đắc ý nói. Gương mặt hắn không ít vết sẹo ngang dọc, khiến hắn nhìn rất hung hãn, dữ dằn. Hừ, huyết mãng thành các người chỉ biết ra ngoài với những trại nhỏ yếu, có thu hoạch được gì? Khi nam tử tay trận vừa dứt lời cười thì một cái giọng nói từ bên cạnh truyền tới. Mọi người nhìn sang thấy một cái nam tử gầy gò đang cười quái dị phía sau. Hắn có không ít người trong đội. Nam tử tay trận mắt lộ hung quang nhìn nam tử gầy gò kia, nhưng cũng không nổi giận ra tay. Rõ ràng nam tử gầy gò kia cũng không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa thế lực hắn không hề yếu hơn huyết mãng thành. Hung quang trong mắt lấp lánh, nam tử tay trận quay sang nhìn đại hán cường tráng ngồi ở tảng thạch nham ngấu nghiến cái đùi thịt nướng, ngẩng đầu nhìn nam tử gầy gò cười nham hiểm: Hai thiếu nữ cửu vĩ tộc, người nói có đáng tiền hay không? Hắn vừa dứt lời, xung quanh lập tức có tiếng ồn ào, không ít người mắt sáng lên. Nữ nhân trong cửu vĩ tộc có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, chứ có thể gặp không thể cầu. Đại hán cường tráng kia thấy mọi người phản ứng như vậy thì cười đắc ý, tay vẫy một cái. Phía sau có tiếng bánh xe, một cái chiếc xe tủ được đẩy ra, chỉ thấy bên trong là hai thân ảnh kiều diễm đang run rẩy ôm lấy nhau, gương mặt ướt nhẹp, nước mắt đầy kinh hoàng nhìn bọn hổ báo xài lang. Tuy không nhìn rõ được dung nhan hai người, nhưng những đường cong họ lộ ra cũng khiến được không ít người hít thở thấy khó khăn. Hề hề, Lôi huynh đệ, có thể bán cho ta một mỹ nhân hay không? Nam tử gầy gò liếm môi giơ một ngón tay: 100 vạn huyền nguyên đan, thế nào? Xung quanh không ít người giật mình, tên này thật là hào phóng, ra giá tận 100 vạn huyền nguyên đan. Vương hầu, đây là để dâng cho thành chủ bọn ta, người dám hưởng? Đại hán gọi là Lôi Trần chế giễu nói. Nghe vậy sắc mặt nam tử gầy gò biến đổi, cười khan hai tiếng. Sự hung tàn của thành chủ huyết mãng thành đương nhiên hắn nghe qua. Thấy hắn rụt về, Lôi Trấn cười đắc ý, phẩy tay cho người đẩy xe tù vào trong.
bán hai người đó cho ta được không? Đúng lúc đó đột nhiên tiếng cười vang lên. Một người kinh ngạc ngẩng lên phía trên lều. Ở đó không biết từ lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Nhờ ánh lửa bọn họ thấy được, người vừa lên tiếng là một cái thân ảnh sáng người cao giáo hiên ngang. Lôi Chấn nhíu mày cười khẩy. Được rồi, 1000 vạn huyệt nguyên đan người có không? Khóe miệng mọi người co giật, tên này thật quá đà. Tùy thiếu nữ của cửu vĩ tộc đáng thiệt, nhưng không thể tới mức đó. Mọi người nhìn lên thấy nam tử kia cười cúi đầu xuống nói, trước đó bên đường các người cướp thịt lưỡng của ta, lấy cái đó thay 1000 viên huyền nguyên đan được chứ? Nghe vậy sắc mặt mọi người trở nên cổ quái. Thịt lưỡng của hắn là từ thịt long tộc hay thịt thiên yêu điêu tộc? Những người nhạy bén thì nhau mắt nhìn cảm giác được một cái không khí không đúng cho lắm. Người thanh niên xa lạ này không biết những kẻ kia là người của huyết mãng thành sao? Trước bảo ánh mắt cổ quái, Lôi Chấn và Hồi Thanh vẻ mặt dần khó coi, hung quang lóe trong mắt, đao kiếm hàn quang hiện ra, xem ra có kẻ muốn gây chuyện. Lôi Chấn cười gằn, lúc lại đi tới vội vàng, hắn căn bản không chú ý tới hai người Lâm Động, vì hắn không ngờ Lâm Động chủ động tìm tới. Nhưng hôm nay lão tử cho người biết, vênh váo trước mặt huyết mãng xa ta, người còn non lắm, giết hắn đi nuôi chó! Hổ Lôi quát lên. Xoẹt, hắn vừa dứt lời thì một cái cường giả huyết mãng thành lập tức xông tới, nguyên lực hùng hồn bùng phát, thanh thế rất mạnh mẽ. Những người xung quanh thấy vậy đều lùi ra sau, thích thú quan sát. Họ rất hiếu kỳ đối với cuộc rốt cuộc người thanh niên kia có bản lãnh gì dám cướp người của hai cường giả tự huyền cảnh tiểu thanh. Lâm Động lại lắc đầu thở dài rồi nói với Tâm Thanh bên cạnh, muội tránh một chút đi. Tâm Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Tuy huyết mãng thành có hai cường giả tự huyền cảnh tiểu thanh, nhưng dù gì cô bé cũng chứng kiến Lâm Động sao đấu với hỏa thần và từ tu ở hỏa viêm thành, thế trận trước mắt khó tạo được uy hiếp với hắn. Sau khi Tâm Thanh lùi đi, ánh mắt Lâm Động dần trở nên lạnh lùng lãnh đạm. Hắn tung một quyền nguyên lực bùng phát, khiến bàn tay khổng lồ đập xuống, bình bình những âm thanh trầm đục vang lên không ngớt. Thân ảnh sát khí đằng đằng lập tức bay ngược ra sau, khiến cho đoàn người huyết mãng thành lật nhào. Cường giả tự huyên cảnh, một loạt tiếng kêu kinh hãi nhanh chóng lan truyền. Những người vốn định xem trò vui lập tức nhào mắt lại, hiển nhiên họ không ngờ rằng người trẻ tuổi như vậy lại có thực lực lớn như vậy. Hai người Lôi Chấn ánh mắt thay đổi tối sầm nhìn Lâm Động, các hạ muốn đối địch với huyết mãng thành ta? Lâm Động nhìn chúng cười rồi bay xuống khỏi lều, nhìn sang hai thiếu nữ đang ngồi trong xe tù khẽ nói, giao người. Hai người bọn Lôi Chấn sắc mặt tối lại nhìn liếc, nhìn thấy phía sâu trong doanh địa sát ý nổi lên, giết hắn. Nguyên lực hùng hồn cũng cùng lúc bùng phát, chúng đều là cường giả từ huyên cảnh, danh tiếng trong huyết mãng thành không vừa. Tuy thực lực Lâm Động khiến chúng kinh ngạc, nhưng chúng tự tin liên thủ có thể giết hắn. Nguyên lực hùng hồn bao quanh chúng, thân hình như quỷ mị lao tới Lâm Động. Thân thể chúng lúc này phình to một chút, bề mặt da lộ ra cái gai nhọn hoắt. Lâm Động vẻ mặt không chút dao động nhìn hai kẻ đó, hắn kẽ nhấc chân dậm xuống, bùm, không khí gần như lập tức phát lộ. Mọi người nhìn thấy một cái quang ảnh lao vút tới, chỉ nghe thấy tiếng bùm, một cái xe lộ tung, cuộn gỗ bay tứ tung. Mọi ánh mắt nhìn về đồng tử co lại. Bên cạnh chiếc xe tù, thân ảnh trẻ tuổi đang dừng hiên ngang đứng, hai bàn tay tóm gọn hai kẻ kia. Chúng dãy giụa kịch liệt, nhưng dù thế nào cũng không vùng dậy nổi. Ục ực, cả khu vực vang lên tiếng nuốt nước bọt. Cường giả từ các lời đều là hiện vẻ kinh hãi. Vừa rồi căn bản họ không nhìn được hai người bọn Lôi Chấn thua thế nào. Đó là cường giả tiểu thanh tự huyền cảnh cơ mà. Ở bất cứ thế lực nào ở thú vực chiến cũng là mãnh tướng, nhưng giờ đây lại vô lực trong tay người thanh niên kia. Một vài người ánh mắt càng thêm phần ngưng trọng, xem ra huyết mãng thành gặp đối thủ đáng gờm rồi. Hai thiếu nữ cử vĩ tộc cũng bị dọa cho giật mình run rẩy nhìn người thanh niên trước mặt vẻ có vẻ bình tĩnh, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu khiến người ta đau lòng. Bịch, Lâm Động lạnh lùng ném hai thanh kia thành một đống rồi phủi tay, nhìn phía sâu trong doanh địa huyết mãng thành thản nhiên nói, ta đưa người đi, người có muốn ra tay không?